cả nhà, hello các bạn. Tốn là chụp hình. Tiến đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, đã làm thủ tục check in xong cho cái tour đi Côn Đảo 2 ngày 1 đêm. Côn Đảo nó là một cái vùng biển ngoài khơi cách Vũng Tàu không xa lắm. Nếu mà các bạn đi tàu thì các bạn đi khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, đi tàu cao tốc. Còn nếu mà đi máy bay thì mình sẽ đi từ Hồ Chí Minh thì mình đi ra. Thì từ khi máy bay khởi hành cho tới máy bay đáp ở ngoài Côn Đảo thì nó chỉ tốn có 1 giờ là mình cũng thôi. Thì hôm nay chúng làm cái clip này để chia sẻ với các bạn cái chuyến hành trình đi Côn Đảo với các mỹ nữ của Tiến nha. Mỹ nữ ơi. Đây, trên tay Tiếp là một cái vé máy bay vừa được lấy xong. Mình mua một cái tour này của công ty du lịch Free Tour nha các bạn. Cái tour này nó có thời gian đi là 2 ngày. Hôm nay mình đi, ngày mai mình sẽ về. Thì cái nhóm của mình đi hôm nay là có cộng 6 mỹ nữ. 3 mỹ nữ đến giờ hôm nay coi. Quay ngay. Đúng lý ra thì ở tại cái địa điểm Việt Nam Anna này thì sẽ có cái hướng dẫn viên của Free Tour tới đây để làm thủ tục lấy vé máy bay cho các bạn luôn. Nhưng mà do hôm nay mình đến sớm thành ra nhóm mình tranh thủ lấy vé. Tại vì cái thời gian lấy vé nó không có lâu lắm, chỉ mất khoảng 5-10 phút thôi. Tại vì hôm nay mình đi sớm ra lấy vé rất là dễ dàng. Thì bây giờ mình chọn lên máy bay, mình sẽ tự túc sáu người lên máy bay, xong rồi mình đáp xuống sân bay Côn Đảo sẽ có hướng dẫn viên của Free Đi Tour ở ngoài Côn Đảo đón mình ở ngoài đó và tiếp tục cuộc hành trình. Mời chào các bạn, Tiến đang có mặt ở sân bay Côn Đảo rồi nha. Sau một tiếng đồng hồ máy bay đáp, trời hôm nay có mưa rồi. Đây là xung cảnh xung quanh của sân bay Côn Đảo đây, núi. Cảnh của Côn Đảo rất là đẹp nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi clip của Tiết nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi vô lấy hành lý và gặp hướng dẫn viên của khi đi tour ở tại Côn Đảo. Ôi, ở đây là con đường từ sân bay nè các bạn, đi ra thị xã Côn Đảo thì một bên là núi nha. Núi có đá và một bên là biển cũng là đẹp. Trời mưa đó, trời nắng còn đẹp hơn nữa nè. Mình đã dừng xe và check in khách sạn rồi. Ở đây là mình đang check in resort Côn Đảo, chất lượng 3 sao nha mấy cả nhà. Cái tour mình nó đã gói gọn trong cái phạm vi này rồi, thì tới đây thì sẽ có hướng dẫn viên của công ty tới đây check in và đặt sẵn cho mình thôi, chứ mình không phải làm gì hết. Đây là view từ một cái phòng nhìn ra phía xa nha các bạn. Sáng ngủ dậy các bạn, để bưng tách cà phê ra đây ngồi uống một ly cà phê. Tôi rất là thích khung cảnh cây xanh. Một buổi sáng mà ngủ dậy thì có một cái khung cảnh ở đây thật là tuyệt vời phải không mấy bạn? Em ơi, em đang nhớ về ai? Đây là Việt Kiều Đài Loan nha cả nhà. Con gửi cho cả thế giới luôn. Giống vậy à. Mình sẽ quay phim mình gửi cho cả thế giới luôn chứ không có gửi cho riêng một người nào xong cả. Tôi về tôi phê với chồng tôi nữa. Mà cái nhà ăn sáng nha. Mình còn đang có mặt tại resort Côn Đảo đây. Có những cái món mà mình chưa bao giờ ăn nên mình sẽ ăn thử. Đây là cái món súp bí đỏ. Ở đây thường thường thì thấy cháu của mình 3 tháng tuổi nó hay ăn. Nhưng mà mình giờ em chồng tháng tuổi mình lại mình không biết cái này ăn đó sao nên mình lấy mình ăn thử. Mình là ba chồng tháng tuổi rồi. Thường ba chồng tháng tuổi. Súp bí đỏ ngon vợ mới nhân mà. Ủa cái này người ta nấu cho em bé ăn á. Thiệt luôn á chị ba.
kiêng. Thế hả? Ừ. À mình cũng ăn kiêng mà. Còn mình ăn tám món. Cái hộp mạnh còn để trên bàn. Mạnh Hà Nội. Đằng nào? Để trên đó. Ăn quá cả nhà ơi. Ngày nào mình để thì tiếp lấy sao nha. Hôm nay để đi vô lấy đi vô lấy. Con đang quay phim con đâu đi được. cho tập trung vô cái mặt này đi, chừa tôi ra đi. Bây giờ tôi không có lại gì đây nữa hết á. Để nghe chỗ nào. Chương trình mình chiều nay mình sẽ đi ba cái trại, ba cái nhà tù nha các bạn. Đây là trại Phú Hải, trung tâm cai huấn trại Phú Hải. Ở ngoài nhìn vô nha. Trong một ngày mưa thì rất là nhìn khá là ảm đạm ha. Bây giờ đoàn mình sẽ đi vô đây. Đây là cái cửa của nhà tù. Thì có một anh gác cửa ở đây. Lấy cái nón ra, bởi cái nón bị che mặt mà. Mình đang có mặt tại chùa Vân Sơn Tự. Cái này là mình leo từ lên núi nha mấy bạn. À, cái lối đi lên nè. Phải leo đi núi giống như núi Tây Ninh vậy đó. Nhìn nhau âu yếm đi, ngồi xuống cúi xuống nhìn nhau âu yếm. Nhìn nhau cái nè. Đấy, nhìn nhau âu yếm cái. Này, quay mặt đây rồi. Có chưa mỏ không? Có chưa mỏ không? Cái hắn ăn bánh kìa. Nãy giờ chưa thắp hương nữa à? Chưa. Cuộc đời em nở hoa rồi. Cuộc đời em lúc nào cũng tươi mà em lo gì. Cảnh đẹp không cả nhà ơi? Có hai người tự sướng luôn kìa cả nhà ơi. Cảnh này ở trong đi bên hông chùa. Bên chùa, bên chùa nhìn xuống nha cả nhà. Em thấy là đứa tôi sợ lắm. Tôi núp vô bà thì tôi nhìn cái mặt như nào thôi. Vô tiếng.